Để làm rõ vụ việc, hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng và triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ. Với cái kết quả điều tra thì có dấu hiệu là liên quan đến nhiều đối tượng. Vậy thì hiện nay là đang giai đoạn điều tra nên là đang phải chứng minh xem là có nhiều đối tượng tham gia hay không. Thì đấy là trách nhiệm của cơ quan điều tra sẽ điều tra khách quan để mà trả lời dư luận. Liên quan đến thông tin được dư luận quan tâm là nạn nhân Cao Mỹ Duyên có thể bị xâm hại do khi phát hiện thi thể trong tình trạng không đủ quần áo. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, hiện vẫn chưa có căn cứ xác định chính xác vấn đề này và phải chờ kết quả giám định pháp y và kết quả điều tra mở rộng. Với kết quả điều tra bước đầu là chưa có căn cứ khoa học để khẳng định là có bị hiếp dâm hay không. Thì cái đó còn chờ các cái kết quả giám định và tiếp tục điều tra mở rộng để tiếp tục thu thập chứng cứ tài liệu rồi mới có cơ sở kết luận rằng có bị hiếp dâm hay không hiếp dâm. Mới đây, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện một chiếc xe tải của đối tượng Trần Văn Công có nhiều vết máu. Qua khám nghiệm, giám định kết quả bước đầu đã xác định được đây là máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Ngay sau đó, đối tượng Trần Văn Công đã được triệu tập về cơ quan công an để đấu tranh khai thác. Chiếc xe tải cũng được tạm giữ để điều tra.